Chào mừng các bác đã quay trở lại với kênh của Hoàng Long Âm Thanh Số. Ngày hôm nay em xin giới thiệu với các bác một cái loại mic thuộc cái dòng bình dân, nhưng chất âm thì thuộc cái dòng cao cấp. Như các bác thấy trên màn hình đó là thương hiệu mic của thương hiệu WeWork SE68. Đây là dòng mic, có thể nói là dòng mic thông minh vì nó tích hợp rất nhiều tính năng hiện đại. Đây này, là chức năng tự động tắt này, tự động ngủ này. Và chức năng tự động bật khi bác cầm mic lên trên tay. Và chức năng tự động tắt mic khi mà không sử dụng. Chức năng tiết kiệm điện. Và chức năng tự động tắt sau 3 5 giây không sử dụng. Và đây nó có khả năng chống được huýt sáo, tức là các cái dải tần số cao ấy, chống rú, chống rít ở các tần số cao. Đây là hộp của nó. Đó. Đây mà sau đây. Đây là sản phẩm mới, hiện tại chưa có trên thị trường. Và đây là sau khi em đã bóc hộp ra. Về mặt trước của đầu thu thì nó là bằng nhôm, nhôm phay. Có một màn hình rất là lớn ở phía trước, hiển thị cho hai kênh AB. Có một đèn hồng ngoại. Đây đây là các cái phần setup chỉnh volume. Bên này cũng thế, và đây là nút bật nguồn. Đây như các bác thấy, đây là một một dạng mic thông minh, nó có rất là nhiều tính năng hiện đại mà em đã vừa giới thiệu với các bạn. Nó thứ nhất là nó có khả năng tự động bật này, khi các bác cầm mic trên tay thì nó sẽ tự động bật. Nó có thể tự động tắt khi mà bác không cầm mic nữa, đặt xuống nó tự động tắt, tự động tiết kiệm điện này, chống được rú này, chống được ồn này, và rất là bắt mic dễ hát đó. Và thêm cái này nữa là tự động cầm khi mà tự động tắt mic khi mà bác đặt mic xuống nó tự tắt. Đây là tai mic của nó. Đây tai mic thì cũng làm bằng hợp kim nhôm, bằng chất liệu nhôm cao cấp. Cái này là loại một thuộc loại nhôm cao cấp dùng để thiết kế thân máy bay. Các bác thấy nhìn rất là xịn, rất cứng và rất xịn. Đây nó có thêm cái mã vạch của nhà sản xuất. Đây là được design in Japan này, made in Taiwan, Đài Loan này, Đài Loan này, đó, giải tần hoạt động này. Đây các bác có thể dùng điện thoại, smartphone để quét cái mã QR này để truy xuất cái nguồn gốc của sản phẩm. Rồi đây cũng giống như các loại mic khác thôi. Đây nút bật nguồn. Màn hình các bác có thể để ý rằng màn hình nó rất là sáng và nét. Đây là củ mic của nó này. Củ mic các bác có để ý, nó sản xuất rất rất chi tiết, rất cẩn thận, chứ không như các cái dòng mic rẻ tiền nhé. Từ các cái chi tiết này, từ các keo, đường keo, từ các cái lọc gió ở đây, nó đều rất là cẩn thận. Đây cũng thế, trên trên đầu mic này nó có in tem rất là cẩn thận, in chữ rất là cẩn thận, sắc nét từng đường nét. Bên trong có một tấm tấm bọt biển để chống gió đó. Cảm giác cầm nó rất là
nhẹ nhưng rất là sang, vì nó thiết kế bằng nhôm hoặc kim nhôm. Cầm rất nhẹ, không bị mỏi tay như các dòng mic cũ, đời cũ. Nó thiết kế bằng thép cho nên nó rất là nặng, cầm mỏi tay. Và nhiều bác cứ quan niệm là cứ phải nặng thì nó mới hay, nhưng không phải. Nó hay không là do cái chất của củ mic và cái mây bên trong, cái bộ đầu. Có nghĩa là tất cả các cái thiết bị nó phải đồng bộ nhau mới tạo. Và bây giờ em xin phép được đấu nối cái mic này với cái hệ thống karaoke để thử cái chất âm cho các bác. Hệ thống này em sử dụng Idol này, nâng tiếng Idol này, như các bác cũng đã biết này. Và Anker TF6 này, đấu thông qua một cái quản lý nguồn này. Và đây là một cục đẩy này. Rồi. Và để cho khách quan hơn, để các bác có một cái đánh giá khách quan và sự so sánh, thì ở đây em cũng đấu nối song song một cái mic Shure UGX8 25 mã. Đây là một sản phẩm rất là nổi tiếng trên thị trường hiện nay. Và bây giờ em sẽ so hát thử, alo thử cho cái tiếng mic và các bác, để các bác cảm nhận. Đầu tiên là cái mic UGX8 25 mã. Đây, em đã bật đây. Và để cùng với mức độ âm lượng như nhau, để cùng một mức như nhau, mic như nhau. Đây là con UGX8 25 mã. Các bác hãy thử nghe và cảm nhận. Low 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, low. Đó, các bác có thể thấy rằng là cái tiếng mic của con UGX8 25 mã này thì nó rất là nhiều tiếng bát, nhiều dải trầm và nó ồm ồm. Tiếng nó mic nó không được sáng, không được bay, không được nhẹ. Có thể nói rằng là nó hơi bị tối. Em không chê cái mic này, nhưng nhiều bác nào mà giọng bác cao rồi thì bác hát mic này có thể nó sẽ phù hợp. Nhưng với em thì em thấy rằng cái mic này nó hơi bị nhiều tiếng trầm, nó ồm ồm và nó không được trong trẻo, không được sạch sẽ. Rồi, bây giờ em sẽ thử tiếp một cái mic UGX8, mic SE68 của bên em. Mic Wood này. Rồi. Alo, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Đó, các bác có thể thấy rằng là cái tiếng mic này nó sáng hơn, trong hơn, cái dải nó rộng hơn, tiếng lời hát nó bay hơn. Lô 1, 2, 3, 4. Rồi bây giờ thử lại cái mic UGX8 25 mã nhé. Lô 1, 2, 3, 4. Đó, các bác có thể thấy rằng là cái tiếng mic nó rất là ồm, nó rất là trầm, nó không bay, nó không nhẹ. Rồi lại thử lại cái mic SE68 nhé. Lô 1, 2, 3, 4, 5, 6. Đó, các bác thấy tiếng mic rất là nhẹ, hát rất là bay. Ở đây chính là cái mặt hiển thị của nó, nhìn nó rất là đẹp nha các bạn nhé. Các nút thì bên dưới nó có cái đèn led màu xanh, nhìn ban đêm cũng dễ dàng. Mặt đồng hồ thì màn hình đơn led, đơn sắc nhưng rất sắc nét. Đây là thương hiệu WeWood, model là SE68. Nhưng cái tên của nó thôi đã mà cảm giác mang lại sự may mắn, tài lộc cho chủ nhân của nó rồi. Thì dòng mic này nó thuộc dòng mic với giá thành bình dân, nhưng mà chất âm thì thuộc dòng cao cấp các bạn nhé. Có thể nói là cái dòng này nó phải tương đương với dòng mic 5-6 triệu trên thị trường. Nhưng bên em bán giá rất là bình dân thôi. Bác nào có nhu cầu thì vui lòng liên hệ em theo số điện thoại trên màn hình. Em ship hàng toàn quốc. Rồi bác nào chưa đăng ký kênh thì vui lòng đăng ký kênh để nhận được những cái thông tin mới nhất và video mới nhất của bên em. Thì buổi sau em sẽ giới thiệu với các bác một cái dòng đẩy mới mà bên em đang mới về. Dòng sản phẩm này là sản phẩm WeWood, thương hiệu WeWood, mã là HA600. Nó có hai phiên bản, một là phiên bản HA600
tức là công suất là 600W một vế, và một phiên bản HA1000. Thì buổi sau em sẽ giới thiệu và review cho các bác cụ thể hơn. Rồi, bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bác. Cảm ơn các bác đã theo dõi.